chào các bạn, ngày hôm nay thì Như Sun sẽ giới thiệu cho các bạn máy đùn thịt RI22 với mã model là NSRI22. Máy có năng suất khoảng 50-80kg trên 1 giờ và khả năng xay mạnh mẽ, bất kể cả những loại thịt trong thành phần có gân hay là da, nên rất phù hợp với những quán ăn, nhà hàng, bếp ăn công nghiệp và các cơ sở chế biến thịt quy mô lớn. Nếu như bạn đang có nhu cầu sử dụng chiếc máy xay đùn thịt cho đơn vị của mình thì hãy cùng khám phá xem đây có phải là chiếc máy mà bạn đang cần tìm không nhé. Dòng máy xay đùn thịt RI New Sun cung cấp có 3 model là RI12, RI22 và RI32. Các mẫu này đều giống nhau về công dụng, nguyên lý hoạt động, chỉ khác nhau về kích thước, sản lượng và công suất hoạt động. Vậy nên tùy thuộc vào nhu cầu thực tế mà bạn có thể lựa chọn được dòng máy xay đùn thịt phù hợp. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá công dụng của chiếc máy này nhé. Máy có công dụng đa năng chuyên dùng để xay thịt lợn, thịt bò hay là thủy hải sản, rau củ quả. Hơn nữa thì sản phẩm cũng có khả năng xay tốt các thành phần cứng như là gân hay là da có lẫn trong thịt. Khi sử dụng chiếc máy RI22 này với năng suất xay dao động từ 50-80kg trên 1 giờ, thịt được xay nát và đều nhau. Như vậy, chiếc máy RI22 hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu xay thịt tại các tiểu thương bán thịt, quán ăn, nhà hàng và các cơ sở sản xuất thịt chuyên nghiệp. Nhìn tổng quan thì máy có thiết kế khá là gọn gàng với kích thước là 53cm, 29cm và 30cm và trọng lượng chỉ 25kg, không quá lớn. Bạn hoàn toàn có thể đặt máy lên trên bàn để thuận tiện sử dụng. Toàn bộ máy được làm bằng chất liệu hợp kim nhôm cao cấp và bền bỉ, không bị han gỉ và vô cùng sáng bóng đẹp mắt. Đồng thời thì chất liệu này cũng giúp bạn vệ sinh máy một cách nhanh chóng, đơn giản. Máy xay thịt RI22 gồm các bộ phận chính đó là khay chứa thịt, lô dẫn hướng thịt, trục xoắn, lưỡi dao, đầu đùn thịt, chân máy, motor. Khay chứa thịt được thiết kế vô cùng chắc chắn và rộng rãi giúp bạn có thể để nguyên liệu lên trên mà không lo bị rung lắc hay là bị nghiêng khi hoạt động. Lưỡi dao được thiết kế với dạng hoa khế được làm bằng thép không gỉ sắc bén kết hợp với trục xoắn mạnh mẽ, chắc chắn cho khả năng xay thịt nhuyễn đều chỉ trong vài giây. Bộ phận trục xoắn và lưỡi dao có thể tháo rời một cách dễ dàng giúp bạn vệ sinh sạch sẽ bên trong máy, loại bỏ hết thịt vụn còn sót lại bên trong ống đùn. Bên cạnh lưỡi dao hoa khế và trục xoắn thì máy còn được trang bị thêm mắt sàng đùn thịt với kích thước lỗ đùn là 6mm và 8mm. Do đó thì bạn có thể xay thịt với độ nhuyễn đa dạng, phục vụ nhiều nhu cầu chế biến thực phẩm khác nhau. Thân máy được thiết kế chắc chắn bằng chất liệu hợp kim nhôm cao cấp, cứng cáp, không bị rung lắc hay là tạo ra tiếng ồn lớn trong quá trình sử dụng. Động cơ của máy là loại động cơ dây đồng với công suất là 1,5kW, đảm bảo hoạt động mạnh mẽ, bền bỉ. Cũng nhờ công suất cao mà chiếc máy này có thể xay khỏe được cả những mẻ thịt có chứa da hay là chứa gân nhỏ, đảm bảo xay nhuyễn mà không xảy ra tình trạng kẹt hay là đứng máy. Sau đây sẽ là hướng dẫn sử dụng của chiếc máy RI22. Bước 1. Kiểm tra máy, lắp trục xoay lên máy. Chú ý lắp đúng thứ tự, đúng chiều các bộ phận trên trục quay, lưỡi dao, ốc vặn. Bước 2. Kết nối máy với nguồn điện. Bước 3. Cắt khổ thịt vừa phải so với miệng lỗ thả thịt của máy, cho thịt vào khay đựng với lượng vừa đủ theo công suất của máy, tránh bị kẹt thịt và quá tải. Bước 4. Bật công tắc lên để máy hoạt động và bật xuống khi cần tắt máy. Bước 5. Lấy thành phẩm và vệ sinh máy. Lưu ý là trong quá trình sử dụng máy xay thịt RI22 thì các bạn nên cho máy nghỉ từ 5 đến 10 phút sau khi máy hoạt động khoảng 30 đến 40 phút liên tục để đảm bảo motor hoạt động ổn định và có tuổi thọ cao hơn. Tháo lắp lưỡi dao đúng hướng dẫn và theo thứ tự, kiểm tra kỹ các chi tiết máy trước khi xay. Sử dụng chai chuyên dụng để đẩy thịt xuống họng máy. Không nên thái thịt có lẫn xương hoặc là sụn hoặc thịt đông lạnh để tránh làm lưỡi nhanh cùn hoặc là mẻ. Để sát tầm tay của trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Khi mua sản phẩm máy xay thịt RI22 tại điện máy Như Sun, bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi. Ưu đãi giảm giá lên tới 20% và một phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng. Bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển tại các chi nhánh cửa hàng điện máy Như Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Ngoài sản phẩm máy xay thịt New Sun còn cung cấp thêm các sản phẩm liên quan khác như máy thái thịt, máy xay giò chả, tủ hấp xúc xích, máy hút chân không. Các bạn có thể tham khảo đầu tư thêm các sản phẩm nêu trên để hỗ trợ công việc kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Như vậy, với thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng và những công dụng hữu ích, máy xay thịt RI22 đã trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu trong các gian bếp, quán ăn, nhà hàng, khách sạn và các cơ sở chế biến rau củ thực phẩm công nghiệp.
Khi mua hàng tại điện máy Nissan thì bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như giá cả, bởi vì Nissan là đơn vị trực tiếp sản xuất và nhập khẩu, không qua trung gian mua đi bán lại làm giá cả tăng cao. Để được tư vấn và đặt mua sản phẩm thì các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số hotline 0961 555 155 hoặc số 0961 555 255. Ngoài ra thì các bạn hãy truy cập vào trang web dienmanhnissan.com để có thể tìm hiểu thêm các sản phẩm hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhớ nhấn nút like, subscribe và nhấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của Điện máy Nissan nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.